Chào cả nhà. Hôm nay mình chỉ cái bí quyết cách trồng cây trước khi hạ thổ. Nếu ai mà chưa có trồng hay dự định trồng cây gì á thì trước tiên mình nên đào một cái hố sẵn nha, chuẩn bị đất á. Thì cái đất này của mình nó là ở dưới là nó là đất sét, dính quả quẹo, mà nếu nó không có ẩm ướt, không trời mưa không ấy á, đất mà nó khô nó cứng ngắc cả, cho nên rễ cây rất là khó ăn khi lúc đầu mình trồng nó còn yếu á. Thì mình nên chuẩn bị rất là đơn giản. Trước tiên là mình đào hố sâu hơn cái chậu trồng một chút xíu, lấy hết đất lên, mình bỏ cho cái thùng này này, cái thùng phân ổ mục này. Và nếu các bạn có lá khô cỏ cắt này nọ là đổ xuống dưới này, thì coi như mình là mình có lá khô ủ mục. Cái này chắc mới được một tháng thôi, càng lâu càng tốt, mà có lá khô bình thường cũng được, không cần mục cũng được. Mùa thu giờ nhiều lá này các bạn dục đây. Ở Việt Nam thì các bạn dùng rơm rạ rồi này nọ lót ở dưới nè, các bạn đổ xuống này nha, đó đổ xuống như này, đổ hết luôn được đó, đổ hết cái này ủ. Thứ nhất là mình cho cái đất nó có nhiều con vi sinh nó làm việc, nó làm cho đất tơi mềm ra, rồi giun nó sẽ ở trong các nơi lòng đất, nó kéo về, nó tích tụ về. Mà khi mình làm như vậy á là chưa hết đâu, là mình sẽ chờ mấy cái rác nhà bếp á, rau trái cây cá thịt xương hay cái gì đó, bất cứ cái gì đồ ăn đồ uống nhà bếp thải ra, thay vì các bạn bỏ vào thùng, các bạn ủ mục gì, giờ có hố các bạn chuẩn bị trồng cây á, tức là khoảng vài tháng sau các bạn trồng cây á, thì các bạn làm như vậy, xong rồi đồ ăn nhà bếp nó dục xuống dưới này, dục ngay đây, xong rồi lấy này lấp lấp lại, xong rồi lấy một lớp đất đào vậy nè, mình rắc mình phủ một lớp mỏng, rồi mình khi nào mình có một mớ đồ ăn nhà bếp nhiều nữa đó, các bạn lại dục xuống, xong rồi lại lấy lá, lấy rơm, lấy rạ ủ xuống, lấy đất lấp một lớp mỏng lên, cứ làm như vậy đến khi cái hố của mình nó đầy ụ lên luôn nha. Thì trong vòng khoảng 2-3 tháng sau á, thì trước khi trồng cây các bạn đào lên, lấy cái đất này hốt bỏ qua một bên, bỏ cho cái xô cái chậu cho nó dễ, xong các bạn thả cây xuống, rồi các bạn đổ cái đất ủ mục rồi á, các bạn bỏ xuống trở lại cho cây, bảo đảm cây sống khỏe mạnh, phát triển tốt, ra trái sớm, trái to và trái ngọt. Và khi các bạn đào lên á, bảo đảm là giun trùng quế bự bằng ngón tay cái luôn, nó mập ú ù à, mà rất là nhiều, đất đen xốp rất đẹp đó, đơn giản là vậy thôi. Còn đây là mình muốn trồng cây trong chậu á, thì mình làm y chang mình đào hố dưới đất á, là mình cũng cho ở dưới ra một lớp lá cây cỏ cắt này nọ đó, hay rơm rạ gì đó, lót ở dưới đít một lớp, xong các bạn đổ đồ ăn nhà bếp, mấy cái rác nhà bếp xuống, xong rồi lại rải một lớp lá, lớp rơm, lớp rạ gì đó, ít đất rải lên, cứ làm từng lớp 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 vậy đến khi cái chậu nó đầy luôn. Thì trong vòng khoảng sau 3 tháng là các bạn trồng cây vô chậu, bảo đảm phân hữu cơ này tốt hơn phân vi sinh luôn, tốt hơn phân hữu cơ vi sinh mình mua luôn, cây nó phát triển khỏe mạnh, không bệnh tật, mà nó rất là bền, nó rất là sống thọ, tuổi thọ nó rất là tốt, ngừa sâu bệnh luôn. Trái thì ngọt khỏi phải nói rồi, ăn ngọt như đường, bởi vì khi mình ủ một cái phân này nó nhiều chất dinh dưỡng và chất đường trong đó lắm đó, nó rất là thích. Như các bạn hầm cái gì thịt xương này nọ mỡ gì cho vô luôn. Nếu mà có kiến nó lên là dễ lắm, các bạn chơi nồi nước sôi đổ vô chết luôn cả kiến, làm phân luôn không sao cái, đâu có cây gì đâu đó, sợ kiến là đấy rồi. Còn chuột chà này nọ thì các bạn lấy cái gỗ gạch gì hay cái gì đè lên trên chốc nó hỏi đào. Nhưng mà ở đây mấy em chuột không dám tới nữa rồi, mà chẳng còn mà tới, mình bẫy hết rồi, bẫy là tiêu hết rồi,
không có em nào muốn bán mảng tới phá, không có cần đậy luôn. Đó, đây phân hủ mục mình bón cho nó một ít là lớp trên cho nó ngủ đông nè. Cái này nó giữ ấm cho gốc cây nè. Cái này là cái cây đào láng nha. Nectarine á, tiếng Anh nó gọi là nectarine á. Thì thấy búp nụ chưa chi nó là ra nụ nè. Búp nụ nè. Nụ nè. Chi chít luôn, từ trên ngọn luôn nè. Chi chít. Nụ nhiều lắm. Năm nay nó mới bói có trái. Nhưng mà năm tới nó sẽ ra rất nhiều. Khỏe lắm. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Nhưng rất là quan trọng, mình mà có chuẩn bị thì trồng rất là tốt. Cái này mình để sẵn sàng thôi, repair. Đó. Đến khi nó có sẵn rồi á, mình chơi vô. Nếu các bạn có cho chấu gì á, thả xuống càng tốt. Cho một lớp cho xuống càng tốt, xốp đất cho nó làm cho cái vị của cây ăn trái rất là ngon nha. Người ta test đủ thứ dùng các phân rồi đó, phân cho làm cho cái vị trái cây là ngon, phải nói là ngon số 1 luôn á. Nó rất là đậm đà, rất là ngon. Cho đó, tức là cái ash á. Rồi, ok. Hôm nay chỉ có đơn giản như vậy thôi. Tiện hôm nay mình làm á, mình đào hố, mình sực nhớ ra nè. Quay một clip video nho nhỏ, ngắn ngắn để cho mọi người biết trồng sao nó hiệu quả nha. Mà không tốn kém gì hết. Rồi, chào mọi người nha. Bye bye.